Chủ nhật tới rồi, hôm nay có video smoothie bowl cho mọi người xem nè. Công thức hôm nay của mình sẽ có chuối, táo với lại là ổi. Nhà có sẵn ổi rồi nên mình đi mua thêm chuối với táo là có một cái công thức smoothie bowl mới. Mình luôn muốn làm mới, không có muốn trùng lại cái video cũ. Nhưng mà thật sự làm nhiều quá bị quên. Không biết là cái công thức này đã từng làm chưa luôn. Mà thôi kệ, nếu như mà lỡ trùng rồi thì thôi mọi người cũng coi như đây là một cái video mới nha. Rồi vẫn như bình thường thôi, trái cây thì cắt nhỏ ra cho máy nó dễ xay. Và đặc biệt để xay smoothie bowl đúng kiểu thật là đặc, thật là sánh, thì bắt buộc là trái cây phải để vào ngăn đá tủ lạnh tới khi mà nó đông cứng hoàn toàn. Thời gian đông tùy tủ lạnh, như mình thì thường để qua một đêm, tối thứ 6 thì mình sẽ cắt trái cây nè. Rồi trưa thứ 7 ngủ nướng dậy là có thể xay được một cái tô rồi. Hôm nay mình xay cùng với cái loại sữa hạt của Hàn Quốc này cực kỳ ngon, hôm trước đi E-Mart xong rồi mua thử. Mọi người xay với sữa gì cũng được, có đường hay không đường, hoặc là sữa hạt hay là sữa chua gì cũng được luôn, tùy sở thích. Rồi tiếp theo là hành hạ cái máy cho nó xay tới khi thật là nhuyễn ra là xong. Bữa nay xay xịn nha, canh không có bị lố sữa. Thành phẩm ra cực kỳ đặc, cực kỳ ngon, nhìn y như kem vậy đó. Rồi tới cái loại topping, đầu tiên là cái ngũ cốc ăn sáng nè. Mua các cửa hàng tiện lợi là đều có, tiếp theo không quên thêm một muỗng hạt chia. Và cuối cùng topping trái cây tươi, thêm một ít ổi với một ít táo cắt vuông vuông. Xong, công thức smoothie bowl này cũng cực kỳ ngon luôn, mát lạnh khá cổ, vị nó tươi mát, thêm thơm thơm cái mùi sữa hạt nữa, siêu ngon. Và hạnh phúc là smoothie bowl cuối tuần,